Diễm mến chào tái ngộ quý vị và các bạn nghe. Thì lời đầu tiên cho Diễm gọi là chúc sức khỏe và lời chào bình an đến quý vị. Thì bữa nay Diễm rời, Diễm giới thiệu quý vị video sau khi Diễm rời Việt Nam sau 4 tuần thì Diễm đi Hàn Quốc chơi. Thì Diễm bữa nay Diễm cũng chia sẻ những cái hình ảnh mà Diễm đi qua Hàn Quốc, ăn uống rồi đi mua cây đồ các thứ. Thì quý vị nào mà có cơ hội qua Hàn Quốc chơi thì cứ đi nha. Nhưng mà Diễm phải cảnh báo là đi nhớ giữ cẩn thận trái tim, vì Diễm đi hai lần, lần nào cũng để lại trái tim. Chờ Hàn Quốc chào đón Diễm nồng nhiệt lắm. Diễm rèn cái dao và cái bàn dãy mần cỏ cho bà của Diễm, qua tới người ta tịch thu mất tiêu. Rồi xong ra sân bay. Đi thì suôn sẻ ngoại trừ cái chuyện đó thôi. Xuống sân bay thì vợ chồng của bạn Diễm đón Diễm, xong rồi về đi ăn đi uống để đồ vô các thứ là bắt đầu bay ra vườn cây đi mua cây. Qua đây mê lắm, vườn cây nó rộng lớn. Đây cái ông bán cây đẹp trai đây. Ủa sao có cái hình này đây vậy ta? Cái gương này mắc cười lắm, mỗi lần mình soi gương là thấy cái người mình nó dài ra. Uống trà sữa, cousin của Diễm thì nó ghiền trà sữa, rồi nên là ta nói ở Mỹ mà nó uống trà sữa trừ cơm luôn đó. Tiệm quán nào mới mở, tiệm nào đẹp, tiệm nào ra là không có thiếu mặt cousin của Diễm. Thì đi Hàn Quốc thì cũng không có bị sốc về văn hóa lắm, bởi vì chi phí sinh hoạt hay là cái gì nó cũng giống với Mỹ, nó gần ngang bằng với chi phí của Mỹ, nên Diễm cũng không có bị sốc về văn hóa. Chỉ bị sốc về ngôn ngữ thôi, hoàn toàn không biết một tiếng nào hết. Mấy cái ngôn ngữ nước ngoài mà bắt đầu từ chữ cái đó, ABC đó, thì Diễm học được, còn học lớn được chữ này chữ kia, chứ mà còn mấy cái ký tự đặc biệt là Diễm thua, đầu hàng vô điều kiện. Hồi đó bạn Diễm nói là tiếng Hàn rất là dễ, chỉ cần học thuộc bảng chữ cái rồi tập ráp các từ lại với nhau là được. Diễm học bảng chữ cái, học 5 từ, 5 chữ cái đầu tiên. Ngày mai học 5 chữ cái nữa. Là ngày mai học 5 chữ mới, là 5 chữ ngày hôm qua nó quên mất tiêu. Học đâu được 2 tuần, 3 tuần vậy đó, thôi từ bỏ luôn. Đầu hàng, chịu thua. Còn giống như tiếng Mẽ hay tiếng Ý mà bắt đầu từ ABC đó thì Diễm học được. Diễm học lốm lốm, nói chuyện căn bản đơn giản thì được, chứ mà còn tiếng Trung hay là tiếng Thái hay là tiếng gì mà lằng ngoằng là thôi chịu. Thì lần này Diễm trở lại Hàn sau 9 năm thì cảm giác nó có khác biệt một xíu. Lần đầu tiên thì đi lúc nào nó cũng háo hức hạo hực. Lần kia thì đi thăm thằng em hàng xóm, nó đi làm bên này. Rồi xong cũng chơi với bạn trai. Bây giờ thì bạn trai có vợ rồi, nên là tâm tình nó cũng khác đi một chút xíu. Nhưng mà lần nào thì cũng vui, lần nào cũng có nhiều kỷ niệm để giữ lại. Thì lần nào cũng đi rồi để lại trái tim. Lần này thì vui hơn, tại vì vừa được đi chơi, vừa được mua sắm những cái thứ mình thích, rồi còn được đi coi cây nữa. Đi coi cây là mê nhất luôn á. Vườn cây nào cũng rộng, cũng lớn. Và ở bên Diễm thì nó cũng nhiều, nhưng mà giống như một cái nông trại thì nó cách xa cái nông trại kia vài cây đèn hoặc là vài km, chứ nó không sang sát giống như vậy. Nên này Diễm thấy có chỗ cả 10 cái greenhouse, nó gần với nhau luôn, nên là mình đi không có thể nào hết được hết. Một ngày chỉ đi được một cái thôi. Diễm ước là Diễm có thể ở lại lâu hơn để mà đi hết mấy cái này. Thì hy vọng là năm sau Diễm trở lại, Diễm đi, Diễm quay phim nhiều, Diễm chụp hình nhiều, nên mấy khách mua cây của Diễm á, người ta ghiền lắm, người ta mê lắm, nói năm sau đi nữa, đi dẫn người ta đi dí. Thì có thể là năm sau Diễm móc nối với bạn của Diễm thì sẽ dẫn khách đi tour, đi du lịch một tuần, đi coi cây và ngắm cảnh sơ sơ vậy đó. Thì hai đứa Diễm thì không có kinh nghiệm về cái mảng này, nhưng mà
chắc cũng cố gắng để tội nguyện ước mơ cho khách. Và Diễm cũng muốn trở lại, bởi vì lần này Diễm đi một tuần nhưng mà chỉ đi được có mấy cái vườn sen thôi, mà còn rất là nhiều vườn nữa không có đi hết. Cái này đi ra bờ sông, đi ra ăn tối xong rồi thì đi ra bờ sông ngắm cảnh, người thấy người ta bắn pháo hoa nên mình coi ké luôn thể. Diễm thì rất là thích ăn hải sản nên là được đi ăn mà hải sản một lần cho mãn nhãn. Cái này người ta bỏ hết vô hầm bà lăng vô một cái nồi to, rồi cái mình ăn cái nước của con mấy cái con này nó chảy ra đó. Con này con gì nữa vậy, cũng rất là ngon luôn. Bào ngư hả? Con bào ngư hả? Là bốn. Ủa con này con bào ngư chứ, chiến cho hết cái này. Con này con gì? Cái này hấp thì cũng rồi, cái này sò đẹp có gì nó ra mà người ta bưng ra mình tôm mật chơi phôi một xíu là nó chín rồi, bắt đầu chiến đấu. Con nghêu này bự không? Sao con nghêu này cái vỏ bự mà cái ruột không bự? Mà cái này nước nó hơi nhiều nên cái nước nó hơi lạc, nó không có đậm đà như mình mong đợi, nhưng mà cũng ngon lắm. Thấy vỏ nhiều, hai chị em phấn đấu tăng cân, mặn đứa lên được 2 kg, đứa lên được 2,5 kg. Thì Diễm cũng mua được rất là nhiều cây, Diễm cũng mua được cả chục thùng ạ. Người đây người ta cũng rất là thân thiện, rất là dễ thương. Mấy khách của Diễm ở bên Mỹ hỏi là người Hàn người ta sao thấy người ta nghiêm nghị, người ta ít nói, mặt người ta trầm lại. Nói không có đâu, người ta cũng vui vẻ giống mình, người ta cũng cười ha hả, rồi người ta cũng giống bình thường thôi. Chắc tại vì khi mà đến nơi công cộng hay là không có quen biết thì người ta sẽ làm cái mặt serious vậy thôi, chứ người nào thì cũng giống mình thôi à. Tại vì mấy khách của Diễm sợ là qua đó rồi mình đi coi rồi mình không có được cười lớn, không được nói to, bị gò bó các thứ. Nó không, người ta cũng giống như mình thôi à. Rồi coi cây, ngắm cây rồi cũng cười hí hố, ăn uống rồi cũng cười ha hả, đúng giống thôi chứ đâu có bị giới hạn hay là gì đâu. Cây bên đây rất là đẹp luôn nha, người ta trồng rất là kỹ, người ta có quạt suốt cho nó, rồi canh nhiệt độ cho nó, rồi mùa đông thì có nhiều chỗ người ta còn sen, còn mà xài máy phun sương cho nó nên màu rất là chuẩn, màu nguyên thủy, màu nào ra màu đó. Nhiều khi Diễm đem bên Mỹ thì thời tiết nó không giống hay là cái gì đó thì màu nó cũng không có được đẹp giống như cái màu nguyên thủy của nó. Ở đây là ông chủ đẹp trai đây, ông chủ làm giấy tờ, rồi cũng được đi tháp Nam Sang, đi coi ở trên phim á, mấy cái cặp tình nhân hay hẹn hò ở tháp Nam Sang, bây giờ mới được đi tháp Nam Sang. Cái hàng rào này người ta làm chắc ghê á, bao nhiêu đây móc khóa máng lên mà nó không sập, nhiều ơi là nhiều luôn. Rồi không biết là có bao nhiêu cặp trở lại đây tìm cái móc khóa mình đã móc. thắc mắc ghê. Diễm thì không có móc nên thôi khỏi trở lại tìm. Nhưng mà cũng vui, cũng có một cái nơi để cho tuổi trẻ nó gửi gắm tâm tình, cũng có một cái nơi để hẹn hò, cũng rất là thú vị. Tối về đêm thì cũng rất là đẹp. Bên kia hàng rào, bên đây thì có 4 cái cây này nữa, cũng đặt lừ bên này đây. Rồi xong đi lên tầng xếp hàng coi. Đi lên trên cao nhìn xuống thành phố. Ở bên trong này nó làm cái mấy cái đèn chiếu với mấy cái hình ảnh 3D ấy, cũng đẹp lắm, cũng lung linh lắm. Chuyện gì? Cái mô hình thu, có một cái mô hình thu nhỏ, nó làm cũng rất là tinh tế. Rồi xong.
cousin của Diễm, nhìn nó nhí vậy chứ nó 30 rồi đó. Đang trong tình trạng kiếm chồng gấp. Sáng cho chụp hình chắc phải thôi à. Có cái này thú vị nè, leo lên trên tháp xong rồi thì đi đi vệ sinh xong đặng đi xuống. Vô trong phòng vệ sinh không muốn đi ra luôn. Giờ sáng rồi kìa. Vô trong phòng vệ sinh này nó ở trên nhà tập trời nhìn xuống mắc cười quá. Đi tiểu mà cũng đẹp sang. Rồi đi về, bây giờ đi xuống mua trà sữa uống rồi về. quá dữ. Vừa đi tè vừa ngắm thành phố luôn. Giống như cắm đổ rác vậy đó. Cầu thang này cũng đẹp lắm. Diễm đứng Diễm đợi, Diễm tưởng đâu tụi nó đang đóng kịch, giống như đi xuống dưới rồi đi trở lên. Ai vậy, nó đi xuống luôn nó không lên. Nói đi Hàn Quốc mà bận bộ đồ tàu thì hình như nó không có hợp. Nhưng mà tại vì tính qua đây là đi đi nông trại coi cây nên toàn blend quần short thôi, không có bộ đồ nào gọi là chỉnh tề á. Nên thôi bận cái bộ này luôn. Sáng đang đi chơi tình tan cái ở trên cái bộ ngoại giao nó gọi nó bắt đi thử COVID. Trước khi vô đây là đã thử rồi, rồi tới nơi cũng thử, rồi trước khi về Mỹ là cũng bắt. Trước khi về Mỹ thì không phải thử. Rồi Diễm kết thúc cái chuyến đi của Diễm ở đây nha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu có dịp nào thì quý vị qua hàng chơi cho biết. Món ăn rất là ngon, người ta cũng rất là thân thiện. Và năm sau có thể là Diễm dẫn khách hàng của Diễm đi một lần nữa. Kỳ này đi thì lấy trái tim về, không để lại nữa. Rồi Diễm chào tạm biệt.